giờ yeah, tiên tri tại buổi truyền dạng phục hơn ở nước Mỹ cùng với nhà thông thái Harry, đệ tử của mục sư t chót Joshua. Thưa ngài, tôi có thể nói chuyện với ông được không? Dạ được. Văn hóa truyền thống của tổ tiên. yes, yeah, sư. Họ tụ hợp lại với nhau ở một nơi nào đó và bắt đầu thờ phượng thần tượng. Vâng, tổ tiên của tôi có những màu mã là những nơi mà họ thờ lại ở nước Ấn Độ và họ vẫn còn thờ lại ở đó. Vậy thần tượng này không chỉ tấn công gia đình của ông, mà còn tấn công cả tất cả gia đình anh chị em của ông và họ đang gặp khó khăn. Dạ đúng, 100% xin hãy giúp đỡ tôi. Tất cả chúng tôi đều gặp khó khăn. Đó là nguồn gốc của mọi sự khó khăn. Ban vâng, tôi cũng gặp khó khăn và con gái của tôi nữa. Mỗi vinh hiện thuộc về Chúa chờ các bạn đang trong sự hiện diện của Ngài hôm nay. Sau khi được cầu nguyện thì sự rỗ xả này sẽ bị bẻ gãy. Ngỡ khen Chúa chờ. Tôi đã chờ đợi việc này từ lâu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Không những Chúa chờ sẽ giải cứu gia đình của bạn thôi mà còn tất cả những gia đình của anh trai chị gái mọi người sẽ được tự do. Cảm ơn Chúa Giêsu. Chúng tôi đã chờ đợi việc này đã rất lâu rồi. Đây là một việc thông thường xảy ra cô nhìn thấy những con thú vật ở trong giấc mơ. Cô nhìn thấy những con chó. Dạ, tôi nhìn thấy những con chó ạ. À. Những con chó đó ăn ở với cô như người chồng. Dạ phải. Chúa Jesus muốn cô được tự do. Dạ, cảm ơn Jesus. Trong danh quyền năng Jesus, hãy đi ra. Đi ra. Trong danh quyền năng Jesus. Cảm ơn Chúa, cô đã được phân cách ra, tách ra. Cảm ơn Chúa Giêsu, tôi đã chờ đợi việc này đã từ lâu rồi. Cảm ơn. Các bạn đã được tự do trong danh Giêsu. Chúng ta không nên vui mừng vì tà linh quy phục chúng ta. Nhưng chúng ta vui mừng vì tên của chúng ta đã được viết trong sách sự sống. Nó không phải là công việc của chúng ta, mà là đức tin của chúng ta trong công việc của Ngài đã làm. Tôi cầu nguyện để đức tin chúng ta không bị mất trong danh giê -xu. Xác nhận là tiên tri tại buổi truyền giảng ở nước Mỹ với nhà thông thái Harry. Đệ tử của nhà tiên tri t B. Joshua. Xin hoan nghênh các bạn trong danh giê -xu. Xin cho biết tên tuổi. Tên tôi là Kenneth, đến từ nước Canada. 49 tuổi. Người đứng đứng bên cạnh là ai? Cô ấy là vợ của tôi, tên Maria. Anh đã nhận được lời tiên tri từ ông Harry. Vâng, trong giờ cầu nguyện, nhà thông thái Harry đã nói với tôi rằng có một truyền thống thờ lại thần tượng trong gia đình của chúng tôi. Điều đó là sự thật 100%. Trong dòng dõi của chúng tôi có ông nội ông ngoại có những mồ mã ở nước Ấn Độ mà họ thường thờ lại và cầu nguyện ở đó. À, nhà thông thái Harry nói rằng đó là cội rễ của mọi sự rắc rối tuyệt vọng và uh, thục lùi tôi ngỡ khen chúa vì ông ấy đã phân cách chúng tôi khỏi cõi cõi nguồn đó và bây giờ chúng tôi được phước được chữa lành được tự do cảm ơn giê xu Để anh xác nhận lời tiếng chi này là sự thật à vâng đây là sự thật một phần trăm tôi ngạc nhiên vì chúa chờ có thể biết được chuyện gì xảy ra 100 năm trước kia điều đó là một phần trăm đúng anh có tin rằng điều này sẽ chấm dứt mỗi sự khó khăn ở trong gia đình và tôi tin 100% đây là sự chấm dứt mọi nan đề trong gia đình. Bởi vì Chúa Giêsu là đáng chữa lành, đáng giải cứu và đáng cứu chuộc. Và chúng tôi nhận được mọi sự hôm nay qua nhà thông thái Harry, ngỡ khen Chúa. Chúng tôi mong ước rằng bạn sẽ duy trì sự giải cứu này trong danh giê -xu. Xin cảm ơn giê -xu. Chúng tôi muốn nói chuyện với vợ của ông. Chúng ta đang xem buổi truyền giảng tại nước Mỹ qua nhà thông thái Harry trong danh giê -xu. Xin cho biết tên của cô. Tên tôi là Maria, sống ở Canada, 48 tuổi. Người bên cạnh của cô là ai? Đó là chồng của tôi, Kenneth. Nhà tiên tri cũng có tiên tri về cô. Cô có thể cho biết là tiên tri đó là gì không? Vâng, khi chồng tôi nhận lời tiên tri từ nhà thông thái Harry, thì ông ấy cũng tiên tri với tôi rằng tôi nhìn thấy những thú vật ở trong giấc mơ. Nó là một trăm trăm sự thật. Tôi có những giấc mơ rất xấu, nhìn thấy rắn, chó và gấu. Tôi tự hỏi chuyện gì xảy ra. Tôi cũng đã từng cầu nguyện hòa kiên an nhưng hôm nay, Chúa Giêsu đã bẻ gãy mọi sự rủa xả qua nhà thông thái Harry. Chúng tôi vô cùng biết ơn. À, cô có tin rằng điều này chấm dứt mọi sự rắc rối trong gia đình của cô không? Vâng, đó là sự thật và tôi vô cùng tin như vậy. Cảm ơn Chúa Giêsu, Hallelujah. Ngài bây giờ cho những người lần đầu tiên mới đến, như tôi đã nói, sự cứu rỗi linh hồn không đơn giản chỉ là lời nói xua. Xin Chúa vào lòng của con, lau sạch con bóng quyết của Ngài, cứu lỗi linh hồn của con. À, rồi sau đó, lại làm những điều mình ưa thích. Không thể được như vậy. Sự cam kết, càng sự cam kết, đó là điều giới thiệu chúng ta đến với Chúa Giê-xu. Rồi thì bạn mới trở thành tài sản của Chúa Giê-xu, dân sự của Ngài. Hallelujah! Ngay bây giờ hãy để thánh linh của Đức Chúa chờ cư ngụ ở bên trong lòng của các bạn. Hãy cầu nguyện theo lại Chúa Giêsu. Hãy vào lòng của con, lau sạch con bởi huyết máu của Ngài, cứu linh hồn của con hôm nay, cứu linh hồn của con hôm nay. Hãy làm con một ống dẫn, ống dẫn của sự sáng của Ngài thành ống dẫn của tình yêu thương Ngài, ống dẫn của sự tin cậy văn lợi, trở thành một ống dẫn tha thứ trong danh Jesus Christ. Amen. Sau đó, bạn hãy tìm đến một hội thánh nơi có lời kinh thánh giảng dạy và nơi có tình yêu thương thực hành với lời dạy. Vì bạn không thể lớn lên một mình, bạn cần mọi người xung quanh. Để đức tin được tăng trưởng, hàng ngày bạn cần phải đọc lời Chúa chậm chậm, đọc đi, đọc lại, suy si gẫm, cầu nguyện theo lời Chúa, làm theo lời Chúa, giao phó mọi khó khăn cho Ngài và cảm tạ Chúa. Cầu nguyện thầm trong lòng 24 giờ trên 7 ngày, xin Chúa cắt khỏi con nhiều hơn và cho con Chúa nhiều hơn. Cắt khỏi con sự tổn thương, ganh ghét, ganh tị, cay đắng, không tha thứ kiêu ngạo tính tư dục và cho con nhiều hơn tình yêu của Chúa vui mừng bình an kiên nhẫn tử tế hiền lành mềm mại chung tính tiết độ thánh khiết khiêm nhường của Chúa nhiều hơn Amen